chậu cây từ những chiếc chai bị bỏ đi như thế này nhá. Đây này. Và đây bọn mình có rất là nhiều màu sắc luôn. Chúng mình sẽ sử dụng nó để tô thêm cho những chiếc chậu chúng mình trở nên xinh xắn hơn. Anh bò sữa, anh sẽ làm chậu hình con gì? Anh là bò sữa, anh sẽ làm hình con bò. Đáng yêu nhỉ? Còn thế em còn ấy, là em sẽ làm con Huggy này. Xịn chưa? Con này à. Còn mình nhá. Ngon đó. Mình sẽ làm con Doraemon bởi vì mình thích xem Doraemon. Bạn ơi, mình đã in sẵn hình Doraemon ra đây rồi. Bây giờ mình sẽ ướm lên đây và cắt theo khuôn của con Doraemon này nhá. Đầu vẽ cái đầu con Huggy á. Xong rồi này, bây giờ mình sẽ nhét hình Doraemon vào đây và mình vẽ theo. Rồi mình sẽ cắt nha. Các bạn ơi, đây là hình bò xương của mình. Hình này thì khá là đơn giản. Mình đã cắt xong phần thân rồi. Và đây là những phần đầu của nó. Bây giờ mình chỉ việc sơn trắng lên. Họa sau mình sẽ lấy cái chấm bi đen này vào là xong các bạn ạ. Của mình cũng sắp xong rồi các bạn ơi. Mình đã vẽ xong con hình đôi. Bây giờ mình đi xịt sơn trắng đây. Bạn ơi, bây giờ mình sẽ cắt hình ra theo như cái mình đã vẽ nha. Mấy cái râu này cắt khó lắm các bạn ạ. Chị Trang Bi vẽ một con mắt nổ, một con mắt xịt thôi. Thực ra thì hàng ao và hàng fake. Ôi, các bạn thấy màu trắng giống màu áo của mình chưa? Ai hốt mà. Ôi dồi, dơ cao quá, mình phải dơ thấp lại xuống một tí. Các bạn ơi, mình cắt xong đầu của con Huggy Huggy rồi này. Nhìn này, giống chưa? Quấy, ủa các bạn đẹp, đẹp chưa? Giống nhỉ? Bây giờ mình chỉ cần sửa lên một tí nữa thôi là hoàn thành. Rồi tí nữa tô màu là đẹp ngay. Các bạn ơi, đây nhá, hình Doraemon của mình. Ui, em thích màu này. Chúng ta thật cò đấy nhá. Các bạn ơi, thích mình sơn màu gì để mình sơn lên cho đẹp. Công đoạn đã xong rồi, giờ mình sẽ tô màu vào nhá. Các bạn ơi, như vậy là mình đã tô xong cái màu da của chú Doraemon rồi. Bây giờ mình sẽ tô sang cái mắt và cái túi thân của nó ở đây. Nhìn này. Wow. Úi, nhìn đi ghê chưa? Ai hốt mà. Chưa, mình vẽ răng lên nó với mắt nữa là xong các bạn ạ. Xong rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ chôn nâng béo nha. Thì chị xem đâu chị lêu em với. Chỗ nào? Không, chị lêu em với. Đây này. Đâu? Chị nhá. Đấy, đây à. Đây à. À, bên này. À, hết chưa, hết rồi. Hết rồi. Các bạn ạ, à, hết rồi nha. Cho mình nha. Mình sẽ tiếp tục tô chú Doraemon của mình nha. Ai hốt mà. Đẹp rồi, đẹp rồi, đẹp rồi. Con ghi của mình đẹp. Đẹp chứ, nhìn này, như cái môi này. Wow, sắp thành hình rồi đấy các bạn ạ. Nè, để mình hoàn thiện luôn nha. Chambi ơi, nhìn này. Ui, thấy chưa? Cổ hương béo đẹp thế. Đẹp mà rất giống trong hình luôn nhá. Thì nữa em sẽ xì xung quanh màu trắng nữa là nổi bật cái con Huggy này của em lên á. Là đẹp tuyệt vời luôn. Đây các bạn ơi. Các bạn ơi, con Huggy của mình nổi bật chưa này? Úi, thấy chưa? Ơ anh bà xưa. Các bạn ơi, nhìn hương béo này mọc râu các bạn ạ. Chị Trang Bi. Chị Trang Bi. Dám đùa em à? Rất là mất thời gian nhá. Các bạn ơi, sơn đã khô rồi. Bây giờ mình sẽ vẽ chi tiết vào con bò sữa của mình nhá. Ui, các bạn ơi, các bạn thấy bò sữa của mình giống chưa? Ôi, đây này, ôi, bò sữa đây. Bây giờ mình sẽ tô lốt cái tai của nó nhá. Ôi, chết rồi. Các bạn ơi, mình lau mãi mới sạch được vết mực của chị Trang Bi. Chị Trang Bi nghịch thật đấy. Nhưng mà trong lúc mình rửa mặt, mình đã nghĩ ra một trò để chơi cùng mọi người. Các bạn nhớ đón xem đây là trò gì nhá. Đi. Yeah. Ui. Bò sữa của anh, bò sữa. Các đúng bạn ơi, các bạn à. Con bò sữa của mình đã hoàn thành rồi nhá. Các bạn thấy đẹp không? Mình cũng hoàn thành rồi nè. Chủ đô cái con phiên bản màu hồng của mình. Ui, nhìn cụ thể đấy các bạn. Là Huggy của hương béo này các bạn ơi. Ui. Đẹp nhá. Cả ba cái đầu đẹp các bạn. Nhưng mà hương béo đâu nhỉ? Ôi nhỉ. Hương béo đâu? Đây, mọi người ơi, có trò mới cho mọi người đây. Đố biết đây là chai gì? Ui, nước. Chai gì anh bảo nhỉ? Nước gì mà ngon thế, cho anh uống một ngụm nữa nào. Từ, chai nước này không uống được đâu. Chơi thôi.
nhỉ các bạn nhỉ? À, mình biết rồi, cho thổi bông bông. Thổi bông bay các bạn ơi. Thổi lên là vui luôn. Vui đây, vui đây. Em thổi to vào. Ôi. Để thổi chứ thằng béo ơi, ơi đi đây. Trong chờ đợi chiếc chậu này của chúng mình khô, mình sẽ đi kiếm một bay lên nào, bay lên nào. Cái giống của Hương để thổi. Ôi trời. Các bạn ơi, chúng mình sẽ tận dụng những đầu chai này để thổi bong bóng và hãy xem ai là người thổi to nhất nha. Bắt đầu thôi nào. Ôi, cho chi này nào. Ôi, sao quá nhỏ em lên đổ rồi. Ôi, của em đổ của Trang Bi. Lên rồi kìa. Lên lên nào. Ôi, ôi. Phẩm của bọn mình ngày hôm nay đó chính là chiếc chậu làm từ những chai nhựa tái chế. Đây là của anh bò sữa với tác phẩm là chậu cây hình bò sữa rất là độc đáo. Màu chủ đạo là màu trắng và màu đen như của mình. Còn của mình là Hoki Hoki. Mình nhẹ nhàng và tinh tế nhưng mà vẫn đẹp các bạn ạ. Các bạn có thấy đẹp không? Đẹp, đẹp chứ. Của mình nhá thì là Doraemon. Chú Doraemon trái màu về chú Doraemon màu xanh đây nè. Doraemi. Doraemi. Đây là người yêu của Doraemon nha các bạn. Rất là đáng yêu luôn. Các bạn ơi, xem ai là người đẹp nhất, các bạn comment ở phía dưới. Các bạn hãy chấm điểm cho mình nha. Các em ơi, hãy chấm điểm cho anh Cao vào. Các em ghi là bò sữa nha. Mình là Hương Béo. Của mình là Chan Bi. Bạn ơi, video của chúng mình đến đây là kết thúc rồi. Các bạn hãy nhớ like, subscribe, ủng hộ chúng mình nhá. Các bạn mà có ý tưởng gì, nhớ comment ở phía dưới cho bọn mình biết nha. Còn bây giờ thì bye bye các bạn. Đẹp chưa? Chắc chắn là phải 10 điểm các bạn ạ. Đẹp chưa nào? Em sẽ mang về để xem.